Xin chào, trong video hôm trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cuộc đời vua Đinh Tiên Hoàng và biết rằng vua có 3 người con. Con út được lập làm thái tử thì người con cả không bằng lòng nên đã sai người giết chết. Sau đó thì cả vua và con cả đều bị sát hại, chỉ còn con thứ hai là Đinh Toàn lên ngôi hoàng đế dưới sự phò tá của thập đạo tướng quân Lê Hoàn. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dòng lịch sử tìm hiểu về Lê Hoàn và triều đại Tiền Lê. Gọi là Tiền Lê là vì ở Việt Nam có hai triều nhà Lê. Đây là triều đại đầu tiên nên được gọi là Tiền Lê, tiền tức là trước. Thì như các bạn đã biết, Đinh Tiên Hoàng và Hoàng tử Đinh Liễn đều bị sát hại ở trong cung. Sử sách thì chép rằng tên quan thân cận là Đỗ Thích đã ra tay ám sát. Nhưng nhiều nhà sử học lại cho rằng chính Dương Hoàng hậu đã móc nối với Lê Hoàn làm việc này nhằm cướp ngôi cho Đinh Toàn. Dù không rõ đâu là sự thật, nhưng dù sao thì Đinh Toàn vẫn lên ngôi vua khi 6 tuổi, còn Lê Hoàn thì tự phong cho mình làm phó vương, cai quản mọi việc của đất nước. Nói dễ hiểu thì Đinh Toàn là vua bù nhìn, còn Lê Hoàn thì nắm quyền hơn vua. Nói một chút về thân thế của Lê Hoàn, ông sinh năm 941, quê hương của ông ở đâu hiện vẫn đang còn tranh cãi. Thuở nhỏ thì Lê Hoàn được một vị quan địa phương yêu quý mà nhận làm con nuôi. Sau này lớn lên được tham gia phò tá cho Đinh Liễn là người có tài, Lê Hoàn nhanh chóng chiếm được lòng tin và sự yêu quý của Đinh Bộ Lĩnh. Ông là một trong những người có công lớn trong việc giúp nhà Đinh dẹp loạn 12 sứ quân. Khi lên ngôi hoàng đế, vua Đinh đã phong cho Lê Hoàn là thập đạo tướng quân, một trong những chức vụ cao nhất của vương triều nhà Đinh. Khi vua Đinh Toàn nối ngôi, Lê Hoàn tự phong là phó vương và phụ trách cai quản việc nước, thì rất nhiều quan đại thần khác đã cảm thấy bất mãn, sợ rằng Lê Hoàn sẽ làm hại vua nên đã kéo quân vào nhằm tiêu diệt Lê Hoàn. Tuy nhiên, với tài cầm quân của mình, họ vốn không phải là đối thủ, chưa kịp làm gì đã bị Lê Hoàn đánh cho sấp mặt, phải vác dép bỏ chạy. Khi chạy đến sông, lại tiếp tục giao chiến bằng thủy quân. Lê Hoàn lợi dụng sức gió cho người phóng lửa đốt thuyền, tất cả quân nổi loạn đều bị dẹp chỉ trong một nốt nhạc, các tướng bị chém hết. Lúc bấy giờ, nhận thấy nước Đại Cổ Việt đang có loạn trong nội bộ, vua thì non trẻ, triều đình thì tranh giành quyền lực. Quan nhà Tống đã mách vua Tống kéo quân sang, nhân cơ hội này chiếm nước ta và đưa về thời 1.000 năm Bắc thuộc. Vua Tống nghe rất có lý, bèn cho sẵn sàng quân đội chuẩn bị kéo sang nước ta. Biết được điều này thì chúng ta đã tập hợp lực lượng chuẩn bị ra nghênh chiến. Tuy nhiên, trước khi ra chiến trận, các tướng đã tụ về triều đình và bày tỏ nguyện vọng rằng ra chiến trận chẳng biết sống hay chết, cho nên thưởng phạt phải phân minh. Mà vua thì còn quá nhỏ, sẽ không biết rõ công lao của mọi người. Chỉ bằng trước hãy tôn thập đạo tướng quân làm thiên tử, rồi sau đó mới xuất quân ra trận. Dương Hoàng hậu cũng đồng ý, liền lấy áo long cổn khoác cho Lê Hoàn, mời ông lên ngai vàng. Lê Hoàn lên ngôi hoàng đế, thụy hiệu là Đại Hành Hoàng đế, lập ra triều đại nhà Tiền Lê. Hoàng hậu Dương Vân Nga là vợ cũ của vua Đinh Tiên Hoàng, giờ trở thành vợ của vua Lê, còn Đinh Toàn thì bị giáng phong thành vệ vương. Bây giờ thì các tướng đều đã yên tâm ra trận. Chỉ có điều, vua Lê vẫn không muốn xảy ra cuộc chiến này, vì chiến trận đã xảy ra thì kiểu gì cũng có thương vong. Vậy nên vua đã viết một lá thư, giả là thư của Đinh Toàn gửi sang nhà Hán với nội dung rằng mình còn nhỏ nên mời Lê Hoàn lên ngôi để cai quản việc nước, đề nghị nhà Tống chính thức công nhận. Tuy nhiên, vua Tống không đồng ý mà đưa ra lựa chọn gồm: một là Đinh Toàn vẫn làm vua, Lê Hoàn làm phó; hai là Lê Hoàn sẽ được làm vua với điều kiện là mẹ con Đinh Toàn phải sang nhà Tống để quy phụ. Vua Lê cũng không đồng ý bất cứ lựa chọn nào, vậy là chiến tranh nổ ra. Nhà vua đích thân cầm quân ra chiến trận, và một khi nhà vua đã ra tay thì quân Tống chỉ còn biết khóc. Mới đầu khi tiến quân vào Đại Cổ Việt, quân Tống hí hửng vì giành được chiến thắng ở vòng ngoài, tưởng đâu nước Việt dễ ăn. Nhưng vào đến vòng trong, gặp phải nhiều chiến thuật khó lường, quân Tống đã nhận thất bại thê thảm, thây chất thành đống, nhiều tướng bị chém, còn lại bỏ chạy hết. Tướng nhà Tống chạy về thì bị giết và bêu ở chợ. Bài thơ Nam Quốc Sơn Hà cũng được cho là ra đời ở giai đoạn này. Mặc dù đánh thắng, nhưng để nhân dân được yên tâm làm ăn, Đại Hoành Hoàng đế vẫn cho người sang triều cống vua Tống, đồng thời trao trả các tướng của nhà Tống bị quân ta bắt trong chiến trận. Nhờ đó nhà Tống không còn mang quân xâm lược nước ta nữa. Trong thời gian trị vì, vua Lê cũng nhiều lần cho quân đi chinh phạt các nước láng giềng hay xâm phạm bờ cõi, trong đó nổi bật nhất là cuộc trừng phạt và giết vua Chiêm. Nhà Lê cũng có nhiều cuộc chinh phạt để mở rộng bờ cõi.
vua cũng rất quan tâm đến phát triển kinh tế, là vị vua đích thân đi cải ruộng để tạo động lực cho nhân dân. Ông cũng phát động lễ tịch điền, khuyến khích người dân làm nông, đồng thời cho đào các con sông và đắp đê để làm thủy lợi. Nhìn chung thì trong thời gian trị vì của vua Lê Đại Hành, nhân dân nước ta được bình yên, ấm no và hạnh phúc. Mặc dù cũng một thời oanh liệt, nhưng vua Lê Đại Hành cũng không có cách nào để tránh được vết xe ngựa của Dương Đình Nghệ, Ngô Quyền hay Đinh Bộ Lĩnh, đó là việc nhà Lê bị diệt vong. Cụ thể thì sau khi vua mất, các con của ông đã tranh đoạt ngôi báu, 8 tháng trời nước ta không có chủ. Sau 8 tháng, thái tử Lê Long Việt đánh thắng và lên ngôi vua, nhưng chỉ được có 3 ngày thì bị em là Lê Long Đĩnh giết hại và cướp ngôi. Lê Long Đĩnh ngồi ngai vàng thì cũng chỉ được có 4 năm thì ra đi một cách bí ẩn. Cuối cùng triều Lê sụp đổ, ngai vàng lại thuộc về Lý Công Uẩn và vương triều Lý được hình thành. Tóm lại, cho đến nhà Lê, sau 4 triều đại thì người Việt vẫn tranh giành quyền lực mà sát hại nhau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.